ấm lưu bồn sàng học bình cấp clay cho chuẩn rụm cả bồn sàng rau nần lẽ clay cầm đi clay hạt tiệm đà cầm lưu bồn sàng tì kinh ngà lọ mà có dọn nên bra lưu ngạ tùm clay cho chuẩn họ bồn cả nạp gồm bê thông rụm cả bồn sàng rau chính là clay tù dù mê đi màu tùm kinh tì kinh tạc bùi kinh lạc nạp tì tây nguyên đình lặng lưu ngạ hong clay trốt chà ra cơ bra đi chà ra lâm clay gịt gài bra lẽ nên bồn ý cơ clay rù ngăn prắc cơ rụm cả bực sang làng clon cảm đi cày đu bằng lên nên đi nó bảo vết cơm nụ buồn sang trong đoạn này lưu xa làm kinh lạc nắp kinh nụ buồn sang dưới bia ngã rồi hạt đạp bra rụm cả buồn sang rau màu cơ nâng bra sang chị e cả trong blang lìm rộng nâng bla nâng bla mừng bia rùi bia bla cà phê tiêu cày đu bằng bằng gọt sang emit y chút nia tì xa y tù lực màu klem lìh kla xếp mừng klem màu mò dập bằng hoa chụm ảo hồ ở đoạn này có sáng biệt một lắc lại hạt tiệp hệ kinh chấp mừng người bé sai tập cà phê bé thòng tiêu hiện nay là mình trồng cà phê thôi ta ở đoạn này cái lượng đi hình lẽ cả hỏi lỗi đi mò có lúc cái nạn ru tôm hèm cái trôm blang đừng bà bẹ rùi mít bà cà phê ở đoạn này có bà đừng sầu riêng nằm bò cảm đi cây tập bằng lắc mờ rung cả buồn sầm mờ sai tuột tuôm lùi nhất cây để tan có dám đi buồn sang dễ bẹ ai bé tu pan plus pan cái gì tu hay nó cứ sẽ buồn cái nạp của tru cứ chụp lúc gì tu biết ta có do lượng ngày giặc đúng hạt đập bọ mà họ buồn cái nạp mực đắng cứ cái nạp sẽ si hạt đập bọ sát tu lọp lọp pa sát tu lọp lưỡi mà sát tu nằm lọp chu lẽ nên đúng hạt đập bọ đu bre cái kinh nụ buồn sang dễ bẹ làm kinh mò rụm cả bước sang làng clon nụ buồn sang mọ rụ đầm dem nồng pla nồng rong buồn ý cứ mọ rụ bre chân bắc đại dul cầm đi cây tụ bằng mực nên cây hạt đập đâm buồn sang mầm đi cái yara lẽ nên tru chi thuần tuệ bọ bọ nằm màu giáp xạ buồn sầm rầu. Trong đoạn này, ý nó coi sẽ buồn cả nắp mừng xạ có nòi bé lâu rỉ tu lệ nên sẽ tu kết cái tin trú chi thuần tuệ bò đọc tòa mà màu giáp buồn sầm rầu cực lượng đi. Đời sống của Clay tiếp tam nữ buồn sang bữa mừng lịch hành lấy một ca hỏi lọ đi. Clay thọt sang mừng nữ buồn sang bữa rồi bữa cực lượng hình mới nữ buồn sang kết cái tin tuệ rầm nịch mà bọn rộng ràng. Tốt hơn. Bắt đá mừng cả nịch rum kra bun sam rau jing le sa lam dum hadra bra hlak kom jing klai lar tar klom nu bun sang lenen jing klai tu jum rum kram di klai tu bang kam nu bun sang te kring ngalo ma kring nu bun sang ye bia lam dum char ti tai nguyen ko yam mo hadra bra nai sunan puk sang lan klong bun ik ke mbom do ea kenang kenteng ea mo rum kra yo se klaim di kya ra bra dum kra lam kring sesi ti kedik krong pacar taklak cách tăng làm kinh này mồm lẽ đêm là làm nâng bà suy rùi em sẽ xì cà phê tiêu dịp này là một bà nà bó em sẽ xì bờ rật sầu riêng viêm đi kia rừng kết chấp thả ra bro lọc mà xin nâng clay phô ni đi nâng lẽ cả rừng kết chấp ea dòa kri cầm nâng bà làm dành phàng cô dạ nâng cả rừng bà sang chế ea kết trích rộng bà chà rật lạc em đi kết tăng rùi em gốc ngàn bạc mực trụng ương chà rằng biết bên cơ rụm kram vùng đỏ ea kà lọ dum hadra bram kra kenang ketek ea drule kem ni bun sang plam jing lum tam nang rum kram di klei du bang được sự đầu tư lớn của nhà nước về công trình thủy lợi thì một klei dru prong mừng kruk na rum kra kenang ketek ea se si krong buk ha thường bet nan lu hadra bram kan kreng kejap ea kri ke span plut tuak ri tu inolan plam jing khlam kring bun ik bum do ea mo ngam kra jap mro kle rot đuôi e chấp e cho cơm bồn sang bà yoa trong những cái huyện mà đảm bảo cái nguồn nước tưới cho bà con e la ne roi pat lam kring ngal lo ma mo rum krai num yap e li chak cơm nước bồn sang kanero dum dam nam no chim ne bru jak he mơ bu ni ke nang mơm nước bồn sang kram jing am mo lom jo e no m se lo di sit kle tip dam nước bồn sang dik yar mra mo prakak rum gup bet hong kruk kana rum kra bồn sang rau phải nói trước thì chả buôn bán được cái gì hết nhưng mà sau khi con đường hoạt động xong thì mọi hiểu lộ đi chim nừng lệch tan lên mồm cài làn sân bờ chim nhảy lì hên nuôi canero chặt mơ nặng nên nó sầm à ran lệ nần nuôi buôn sang nạp bực mà chặt hiền mơ có bố lúc lệ tu tin mừng bọ rụng cả buôn sầm đầu nông thôn mới thì tôi thấy cái lợi ích nó rõ rệt lắm tâm thuần ý cao bram trâm chà lời ngạ tâm hạt đập bọ mực đắng có lúc cana rubre cực kinh lệch nắp krim nữ bồn sang dưới bia nên nào màu tâm chà làm kinh tài nguyên đình lại đi bồn ý cơ tâm hạt đập bọ rù chăn prắc
rùm đừng rong lần tốt lần làm chiên rùm cơm được bôn xàm cầm đi cây tủ bưng đi nọp vào vết lẽ nên bìm lá bột tu tưng cả set khi mà mồi nọp prake đại yul rùm cơ gọi say bùn cơn áp dễ bùn cơn áp gọi say lên lan rùm chà ra cơm được bôn sang gết tưng cầm đi cây tủ bưng cây bùn cơn áp rừng chập rùm đâm kinh lên lan rõ mờ hino gọi say bùn cơn áp lầm bọ rùm cả bôn xàm rau gọi say amiet trường văn năm sa lam tum po koi sai mo chan prak dai yul sir broma meng kedeng prak rum lu bun kenap mit nam bre thau klai ro covid penutupan ketung sui roe nga ke klai tu beng go sak mit boh klai dai kenap buni ke bro plan jing pe mo chan ke chup lu klap prak meng ina prak dai yul senen go sak mit di kya bro kana đảng nhà nước cũng như chính quyền xã rồi cũng như ngân hàng chính sách hỗ trợ cho bà con chúng tôi đảng cân lúc cana lại nên cân nâng cấp rum lực bùn cân nạp ru bre lek cơ mày lê gao cơ là cây rọt tụp này bi liệt cơ bọ làm chim cơ là cây rọt tụp nhập tam lần đi nâng doa cơ bọ vua mình gạo nâng bom nga và vết rọ có nòng và chị lẻ luôn có dạo nên khi nó prak này câu mà bi liệt cơ bọ rum nâng plak phê cầm đi cây tụp bằng thì bà con chúng tôi sẽ như bản thân tôi á, thì tôi sẽ đầu tư chăn nuôi và trồng trọt thêm để mà phát triển kinh tế cho gia đình. À, đối với cái nguồn vốn này thì nó hỗ trợ rất là đắc lực cho huyện trong cái việc thực hiện là xóa đói giảm nghèo cũng như là xây dựng nông thôn mới. Không nên nộp rác rụt này bởi lẽ cơ cơ triết xưa rưỡi bàm học bụt cân áp rù rù mức rạ bụt xàm rau. Không nên nộp rác này rù lẽ cơ đe thêm rạ sinh viên bởi chăn cơ sàng tốt rù cơ triết cần cái chấp lại chuẩn sang tốt làm hạt đập rõ rụng cả bên sầm rau rồi thực hiện cái nhà đảm bảo theo tiêu chí ba cứng của bộ xây dựng trong cái tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới rụng cả bên sầm rau dính lách lẹp phun viêm cầm đi lẹp tiếp ta cầm được bên sang rụng gộp cầm đi bước sang là buồn kinh ngà lo mà đi giả có dọn nên vừng cao đáng bộ cần bớt sang chạy à tung kinh lẹp nắp thì tài nguyên các bên cơ bản kết gai đêm là ra bỏ mạng bằng đâm mi polia làm bỏ mạng trót chặt yếu lại những bồn sang bị rù rụm cả bồn sầm rau cái trước cắt tiền trả lâm đồng mọi bé tụt pani bỏ ít tạm tiền lọ rồi bé nằm lục rì tôi nó lần làm chính có dọn nên tiền lọ chính lắm nâng là phun làm cái này chẳng cầm được bồn sang lươn đi mừng bỏ làm tiền lọ sau nên bìm lấy hạt trầm này trả là kết lăng biết anh con chim cái trần lọ prong lẫn nên rất cái tăng ngay do anh mà bỏ rau cái đồng bỏ sang chế e cái trước cắt tiền rất chăm để buồn sang một là mi pull bị cùm bỏ mi pull bị cùm nuôi ngà lọ mà làm địa hữu cơ trong đoạn này thì bé hi mà thuần trộn chả thì nó làm địa hữu cơ làm cái trước cắt tiền đi bé lòi tuổi ta cây hạt tiêm ta đừng bao gọi say một là mi pull bị cùm bỏ thì bị cùm nuôi làm địa bự đi mực nên cầm đi nó bảo vết lên nên loay ngại chắc lại chọn con chim bò mã làm bò rụm cả bồn sầm rau nó có cái lợi là cái sản phẩm là mua tập trung mua số lượng lớn và cái đầu ra là ổn định đầu ra ổn định cho nên giá thành nó khá lại tu tự nền lệ nâng mừng được bồn sầm cầm chim móc rồi play chờ lu anh ông chia thể chấp đi nói luôn ngay do mày móc rắp la giỏi dàn lên ăn sập lữ dân bom ngà chờ lu hên họ lọt bằng nửa ngạ vậy cái dịch bệnh nó sẽ được giảm đi rất là nhiều và cái năng suất được tăng lên. Cấp ủy chính quyền địa phương vận động thì bà con nhân dân hưởng ứng rất là cao. Bây giờ là khi mà cái nhận thức bà con nhân dân đã nhận thức có nhận thức. Bọn trật trà đã yêu lách nữ bồn sang rùm lý lệ thọ sang khó nó mình nịch nhà bọn. Lệ thọ sang nữ bồn sang ngại dù âm nịch mà bọn rau rắp làm địa cực bên sập lữ. Cần cứ chấp đoạn chắc và là đỉnh gà đi nằm vào vết lâm sẵn nộp của rạp là giá trị trên đơn vị diện tích đảm bảo an toàn sản phẩm cho người dân. Vương Nghị Cao màu tấm kinh lệch nắp việc bên cơ bạc loe ngạ tấm hạt trăm lệch tầm đờ biết ru cơm được bồn sang đi cái nhà bạc tùm kra play hạt tiếp đa cơm được bồn sang xem được bồn sang một play hạt tiếp cực được đi hen mà mò ngăn bạc rùm guốc lệ nên loe ngạ hạt trăm bạc rùm kra bồn sang rau lại đi nền lệ bạc rùm guốc ngăn bạc ai mà bỏ bảy lần cài lan, cả sang cả bên lũ buồn. Coi nhận lũ kinh ngả ruồi đúng cây tròn làm hạt đập bỏ rụm cả buồn sầm đầu. Đã có nhiều hộ gia đình, nhiều người dân trên địa bàn xã được đồng hành cùng với xã trong việc là hiến đất làm đường rồi đóng góp. Lũm được buồn sang làm kinh từ bảy lần cài lan, cả sang rạ rụm góp rụm cả buồn sầm đầu.
rút thuần đời bỏ đoạp lô, xã mô tù giáp do nâng chuẩn buồn sàm rau. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái quyết định số 518 ngày 16 tháng 4 2021 của Ủy ban dân tỉnh Đắk Nông. Có dòng trúc cất tăng lời ngạ hạt ra bó rụm cả buồn sàm rau, nhu cơm mà hải lâm lệ nâng rừng gửi chấp. Sẽ nâng trô đoạn này, lưu kinh lạc nạp, kinh cơ nông lăn ngạ rưỡi hạt ra bó rụm cả buồn sàm rau. Lưu xã lộm trúc bình trà rụm cả buồn sàm rau gồm ngạch, buồn sàm rau cực lượng đi. Lưu kinh riêng tì tây nguyên ngạ rưỡi hạt ra bó rụm cả buồn sàm rau. Mẹ xì tì trà rà đặc lạc, ý gào bó thôn lời ngạ rụm cả buồn sàm rau trô đoạn này. Cùng trà rà mòn 5 là mẹ nó sẽ tốt hiếm mạp lưu đoà xã. Ngã rối rụm cả bồn sàm rau. Hino cơ sẽ bồn cơ nắp ở đồ cụ của chú của trẻ tu. Hino bà vết lâm sẽ chồm núi bài mòi bé hì mà bồ hì cạp rắc sở thôn. Kỳ này, gửi cái từ trú chí thôn đòi bồ đọp lùi mà ra mòi bé nằm bồ hì mà của trẻ tu. Hino sẽ do nâng chọn bồn sàm rau. Chẳng tâm hồng sẽ tu lâm mê nó sẽ tu hì mà bồ đọa xã. Màu bạ lâm mê nó bồ mà riêng màu giáp bồn sàm rau. Tỉnh có một cái kế hoạch cụ thể, tức là xã nào thiếu tiêu chí gì thì tỉnh làm việc cụ thể. Chà ra mô lê làn hạt ra cả xét. Tiếp bệ xã cả bác lấy cho chuẩn nâng chà ra mà ngà bọa hậu xã nâng. Mô làn hạt ra ngà bọa cả xét chẳng cửa dọa xí lê cả chạm trôn. Đinh lăng cực lê tìm đà mị buồn sang kinh nụy dưỡi bẹ. Rạ này chà ra lạc một chút chà ra lời ngạ. Hạt ra một trôn spàn plus spàn mừng đáng cổ đô. Đang triển khai cái nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Hi gao e bep lu thon ru mkra bon sam rau klum kring tây nguyên mau dua tu nam ploi ma la me no hi ma tu tu pan po tu pan sa nga ru e ru mkra bon sam rau lam nan mau lu sa lam kring lek nap puk sa la bon ti kring ni bon sang ye bia kring ta ka bui bru ke de ni to ra nai sa tu dai tu hi no sa moi lan o to tu val kra mau sang e rau mô dọa bùi cầm lại cực cực nà. Dắp xa mô sang hạ gửi xa, lưu xa mô công trình sang hạ dọa nâng chọn cực cực nà. Hì nào cơ sẽ bùn cực nạp hạ rõ gụ của chú trẻ dạy tu. Mô hẹp bỏ tù tự này, hình ngào cực lệ đu xa ai mừng tùm gươm nịp bồn sang bếch hông, cơ nâng bà sang chạy à tùm gươm, xa nâng kê phôn cực chát nần lệ, ngăn bạc bì lìa cơ tùm hạt đà bà rù mực đáng cực cực nà.